Viêm amidan ở trẻ, những kiến thức cần biết. Nhiều ông bố bà mẹ vô cùng đau đầu khi cứ mỗi lúc giao mùa, thay đổi thời tiết, trẻ sẽ bị đau họng và có thể sốt. Cơ thể yếu ớt khiến cho vi khuẩn xâm nhập vào cơ thể quá mức cho phép. Dần dần cơ thể yếu đi khiến các ổ viêm amidan phát triển. Từ đó, sẽ bị mắc viêm họng amidan gây nhiều sự lo lắng cho phụ huynh. Bởi vậy, phụ huynh cần phải có những kiến thức cần thiết để bảo vệ con trẻ. 1. Viêm họng amidan ở trẻ em là gì? Viêm amidan ở trẻ em là tình trạng amidan bị viêm nhiễm thường xảy ra sau khi viêm họng kéo dài. Trẻ em thường là đối tượng dễ mắc nhất bởi sức đề kháng vẫn còn yếu. Có nhiều loại virus, vi khuẩn có khả năng gây bệnh viêm amidan. Tùy theo từng loại mà sẽ có những biểu hiện khác nhau, nhưng sốt do amidan là biểu hiện thường gặp và vô cùng nguy hiểm. 2. Viêm amidan ở trẻ cũng chia thành hai dạng. Viêm amidan cấp tính, bệnh chỉ thường xuất hiện trong thời gian ngắn. Triệu chứng không quá nặng nếu phát hiện kịp thời có thể chữa trị hoàn toàn. Viêm amidan mãn tính, ngược lại bệnh thường tái phát nhiều lần và có những triệu chứng nguy hiểm hơn. Việc điều trị khỏi hoàn toàn là vô cùng khó khăn và gây mệt mỏi ở trẻ. 3. Các nguyên nhân khác dẫn đến viêm họng và amidan ở trẻ em bao gồm vi khuẩn, chẳng hạn như vi khuẩn gây viêm họng liên cầu khuẩn, nấm, chẳng hạn như trong những loại gây nhiễm trùng nấm men, dị ứng như sốt cỏ khô hoặc dị ứng ảnh hưởng đến mũi, viêm xoang, trẻ bị ung thư, thương tích từ đó vi khuẩn có thể xâm nhập vào cơ thể, tiếp xúc nhiều với chất kích thích như khói thuốc lá hoặc ô nhiễm không khí, axit dạ dày trong cổ họng, mắc thứ ăn trong amidan, vệ sinh răng miệng không đúng cách. 4. Triệu chứng thường gặp khi con bị viêm amidan. Nhìn chung các triệu chứng đặc trưng của bệnh bao gồm: amidan có dấu hiệu sưng đỏ có thể nhìn thấy rõ khi bé há miệng, hơi thở có mùi hôi rõ rệt kể cả sau khi đã đánh răng do sự hoạt động của các vi khuẩn. Amidan có thể xuất hiện đốm trắng bám qua niêm mạc họng, tuy nhiên cũng có thể không, thường do liên cầu khuẩn. Trẻ cảm thấy khô đắng miệng, lưỡi trắng, cổ họng đau rát, nuốt nước bọt hay thức ăn cũng cảm thấy khó khăn, ho nhiều gây khản giọng, có thể ho có đờm, nuốt nước bọt hay chảy nước dãi thường xuyên, ù tai, đau nhức tai do họng và tai có liên thông trực tiếp với nhau qua vòi nhĩ. Trẻ bị sốt cao, có thể lên tới 38 độ kèm theo xuất hiện phát ban ở cổ, lưng hay mặt, có thể nổi hạch dưới hàm gây sưng đau. Trẻ nhỏ quấy khóc liên miên, đặc biệt là về đêm. Trẻ có xu hướng ngủ ngáy do thở bằng miệng. Với những trẻ mãn tính, dấu hiệu sẽ xuất hiện nhiều hơn và nặng hơn, khiến bé mệt mỏi và biếng ăn, giảm cân thấy rõ. Bởi vậy, bố mẹ cần phải đưa con đi khám để có thể chữa trị bệnh kịp thời.